chúng ta sẽ gặp gỡ với một nhóm thí sinh gồm có hai bạn mà cho rằng rất là tiềm năng. Bạn Huỳnh Nhu và Duy Phương. Em là Huỳnh Nhu hay là Duy Phương? Dạ, em là Duy Phương. Còn Huỳnh Nhu đâu? Nhu thay đồ rồi, bấm vợ chạy ra. Em thi luôn không? Em phải cần giao lưu để cho đất bất rung. Dạ, thi luôn. Thi luôn. Dạ. Mời, mời em. Rồi, và bây giờ thời gian 60 giây dành cho bạn bắt đầu. Xin mời thí sinh đầu tiên của chúng ta. Cô Dạng ơi, đi đâu đây? Ô, đi thi nhưng mà đi sang mắt thấy lợm. Thì cái gì? Thì cái chuyện. Cái giọng mày gì xong cái chuyện mày? Ủa, mày giờ để ta đã tìm cái chuyện bình thường liền á. Rồi, bây giờ nói được rồi. Rồi, bây giờ đi chơi hết sức bình thường. Mày trên núi xuống hả bạn? Ừ. Kể vậy nha. Ôi Giang ơi, kêu đề tay, đai tim chứ không phải đề tay vô đó. Chạy tiền mày làm ở đâu? Đây nè. Mày, chạy tiền mày làm ở đâu mày? Tao bị tim thòng mà. Rồi, bây giờ nói thử rồi. Rồi, bây giờ nói chuyện bình thường, kể chuyện sự tích con chó nha. Rồi sao? Ngày xưa trong mỗi làng nọ có một con vật người ta không biết là con gì, bỗng một ngày nọ cứ lên 3 tiếng gâu gâu người ta biết là con chó. Mày hay vậy? Bình thường. Trân Thành Tươi. Trân Thành Tươi rồi và chị bị ủa hai đứa cười luôn hả? Hai đứa rất là dễ thương. Xin mời thí sinh tiếp theo. Dạ con chào chú. Đi đâu nữa? Dạ con thi. Thi cái gì? Thi thổi sáo. Rồi thổi đi nhanh lên tốc độ. Con đâu có đem cây sáo đâu mà thổi. Chú cho mượn. Trời ơi chú giống Doraemon luôn, cái gì chú cũng có. Rồi thổi bài gì chú? Thổi bài cô giáo em. Cô giáo em. Dạ. Kính thưa quý vị, giờ sau đây ơi con thổi sáo, con bú sáo con. Ê con phải thử cái sáo mới được chứ. Mệt quá. Sau đây là độc tấu sáo cô giáo em. Tôi chịu nữa. Bây giờ thì giám khảo của chúng ta đã cười rồi, xin chúc mừng hai bạn. Nói nghe nè, dạ cái này tiếng cũng nó có làm chuyện không, làm mưa luôn cái tôi coi đi. Diễn một vũ, diễn một vũ. Thôi tiếp, đang thi mà, thôi. Ê khoan con. Dạ. Nãy con kêu chú giới thiệu bài gì? Bài cô giáo em. Rồi con thổi cái bài. Thổi bài lòng mẹ. Ủa là sao? Mẹ con là cô giáo. À. Đáng yêu. Vừa rồi mà để cái miếng này mà diễn tiếp vòng 3 là cũng ăn luôn rồi đó. Ăn luôn á. Dạ tiếp tục. Chơi nào đủ vậy thôi. Dạ. Như vậy là hai bạn đã quyết định đi tiếp. 60 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Mời thí sinh tiếp theo. Dạ em chào anh. Cái gì đó? Dạ em thi. Thi cái gì? Em thi múa lửa. Rồi tốc độ. Nè anh cầm cái hộp kẹt cho em ấy. Rồi. Dạ. Hơi. 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 Đốt lên anh, đốt lên. Lẹ anh lẹ. Không cháy. Không kẹt đâu có ga đâu mà cháy. Thấy được không? Cười rồi. Trấn Thành có cười. Trấn Thành có cười. Tôi mới nhích miệng thôi à. Mà bà đại nghĩa phát hiện lẹ. Trấn Thành có cười. Thật sự là các bạn hiểu không? Cái hay của các bạn là tôi không biết là cái mức độ mà gây tiếng cười của các bạn nguy hiểm như thế nào, nhưng mà cái mức độ tỏ ra nguy hiểm của các bạn là rất là nhiều. Những cái nụ cười của ban giám khảo cũng như toàn bộ khán giả ngày hôm nay là tụi em cực kỳ thông minh. Và tụi em cái quan trọng nhất có yếu tố của hài đó là yếu tố bất ngờ. Và em làm được cái điều đó là yếu tố bất ngờ. Và bây giờ 20 triệu đồng với lại 40 triệu đồng. Các em suy nghĩ các em có nên lấy 40 triệu đồng hay không. Nhưng mà 20 triệu cũng nhiều lắm nha. Chưa đủ là chưa về. Chưa đủ là chưa về. Vậy đi. Chúng ta sẽ cố gắng nha. Tiếp tục. Và 60 giây dành cho các bạn. Bắt đầu. Kênh kênh mời khơi quý chi. Đến giới ao thật gia Quỳnh Phương. Ôi làm cái gì vậy? Ồ hay quá. Một cái dây dao thật ra là... Hay quá. Sao tiếp tục? Em ha, em ngồi ha. Đừng có biến mất em nha. Đừng biến mất em nha ảo thuật. Ghê lắm, em sợ lắm. Rồi, đừng biến mất em nha. Cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Bây giờ tới em diễn nè. Bây giờ cái khăn này đưa lên nè, thấy không? Giỡn nè. Thắng rồi.
Kết thiệt rồi, kết thiệt rồi. Không thể nào tin nổi. Nhu ơi Nhu, em á, em chọn rất là đúng bạn diện. Tại vì một cặp lên á, là một đứa Nhu, đứa Cương. Mặc dù em tin Nhu nhưng mà em là người Cương trên sân khấu. Và cái bạn Duy Phương, bạn có biết không, cái khuôn mặt của bạn, bạn hãy giúp tôi, đừng bao giờ bạn cười mà cái mặt bạn phải lạnh tanh như vậy. Bạn có biết là cái khuôn mặt của bạn rất là dễ ghét, nhưng mà sẽ đem lại nụ cười cho người khác. Bạn có lúc mà bạn đang làm ảo thuật cho tôi và tôi chỉ muốn lên tôi giả cho bạn một cái. Bạn có biết không, là nó đã như vậy cái mặt mà thấy ghét, làm không có hay. Bạn có biết không, cái mức độ mà gây tiếng cười của các không bạn không được cười Phương. Đó, mặt kìa. Trời ơi, mà chị thích em hơn Chính Thành rồi em ơi. Yeah. Không, sao cái mặt không có ưa thiệt chút xíu nào đâu. Mặt dễ thương quá. Có ai mai mỏ bà lại vậy? Hồi nãy là các anh mấy quay hình nó lấy được cái khuôn mặt mà là khủng khiếp của em. À, tụi em phối hợp rất là nhịp nhàng. Chị muốn nói chuyện với tụi em chút để tụi em thả lỏng. Trong lúc tụi em thả lỏng, số tiền thưởng của em đã lên tới 40 triệu. Và nếu như em bước vào thì số tiền thưởng lên là bao nhiêu Đại Nghĩa? 100 triệu. Hãy trở thành những người đầu tiên cầm 100 triệu về, ngẩng cao đầu đi trong hạnh diện và nói với bà con rằng tôi đã lấy được 100 triệu từ Trấn Thành và Việt Hương. Em nghĩ sao? Chị thích em lắm đó. Dạ em nghĩ là bây giờ chơi tiếp. Không, chơi tiếp. Nghĩ gì không? Thôi bây giờ chơi tiếp đi, mà chơi phải chơi tới bến em hiểu không? Hỏi khán giả đi. Bây giờ các bạn mình chơi tiếp hay nghỉ nè? Thấy chưa? Nghỉ đi. Ý các bạn là như vậy rồi, cho nên tôi là người quyết định cuối cùng. Nghỉ đi. Nghỉ. Nghỉ đi hả? Nghỉ. Sao hôm nãy không lấy cái này làm tiết mục thứ năm? Trời ơi, rất tiếc, rất buồn, không được gặp cái mặt Duy Phương nữa. Dạ, sao còn gặp dài dài? Không, đáng lý em phải nên thi tiếp chứ. À, tức là hai em chuẩn bị có nhiêu đây tiết mục thôi hả? Không dạ, có cái nào khác không nữa hả? Dạ, đúng nữa rồi, hả? Tại vì còn có chuẩn bị bao nhiêu đó chứ cũng muốn chơi tới lắm. Bọn đã chiến thắng vang rồi. Chúc mừng cha Phương và Du, các bạn rất xứng đáng với số tiền thưởng này. Và hy vọng rằng các bạn có thể sẽ tiếp tục cái con đường nghệ thuật nếu như các bạn còn muốn tiếp tục theo đuổi. Hy vọng là các bạn sẽ là đồng nghiệp của chúng tôi trong tương lai. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một thí sinh với một cái tên vô cùng đặc biệt. Xin mời thí sinh Thúy Kiều. Làm cho tất cả danh hài cười mỉm chi cho đến cười khoái chí. Vẫn sẽ chiến thắng vang dội khi một trong hai danh hài tươi cười. Chịu. Cái tên đẹp, ấn tượng trong đầu, bưng ra cũng được. Già sáng luôn. Ừ, chịu quá. Thi đi bé. Thi luôn hả chị? Dễ thương ha. Chị đó. À, cái giọng giống Khởi My quá. Cái mặt cũng giống Khởi My nữa. Rồi, em thi luôn nha. Em có cần đạo cụ gì không? Dạ không ạ. Rồi, vòng 1, thời gian 60 giây dành cho em, bắt đầu. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Lùng Sụp Tài Năng của kênh truyền hình Đập Nát TV. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thí sinh đầu tiên. Dạ, con xin kính chào ban giám khảo. Con xin tự giới thiệu, con tên là Việt Kiều. Con là con gơi của mẹ Việt Hương. Mẹ Việt Hương của con hiện đang làm siêu mẫu ảnh nhí cho nhãn hàng thời trang dành cho trẻ em. Còn ba của con hiện đang làm chủ tể hội đồng quản trị của tập đoàn kem trộn trắng da hiệu 311. Và ngày hôm nay con đến đây, con xin thể hiện tài năng của mình là làm thơ. Con rất yêu quý cô Diệp Hương nên con xin làm tặng cho chú Ngô Kiến Huy một bài thơ. Con xin đọc bài thơ của mình. Em yêu chú Trấn Thành, chú Trấn Thành cái mặt tranh banh. Cười vì đáng yêu, cười vì có đầu tư, đẹp và giọng nói dễ thương.
nhưng mà chưa có đủ đô như Cưng nha. Anh thấy là cái đô này còn nhẹ nhẹ, phải dập cho mạnh vô, thấy hơi nhẹ rồi nha. Kiếm cái gì đắt nhất, hay yeah. nhất, có chuẩn bị thì tiếp tục, còn không thì lấy 2 triệu. Ừ, đang rất duyên dáng. Con còn kịch bản nào hay nữa không để bước vào vòng 2 không? Cho em hỏi ý kiến người nhà em được không ạ? Người nhà em là ai? Chắc là ngày xưa chú cu cô thấy cô cũng bá cháy lắm, sanh ra mới dám đặt Thúy Kiều. Và tên thì theo người rất là đẹp. Thúy Kiều ơi, vòng 2 sẽ là 10 triệu nếu con thắng. Chơi luôn con. Bà suối chơi luôn con. Và ý kiến của em là? Dạ em sẽ chơi tiếp ạ. Chơi tiếp. Thúy Kiều, và bây giờ là 60 giây dành cho em. Thời gian bắt đầu. Sáng giờ tắm bùn mà bây giờ da dẻ ta nói nó hôi gì đâu. Cái vỏ cá của mình. Thần Linh ơi, tại sao lại đối xử với con như vậy? Con tình con bắt từ sáng tới bây giờ, bắt được cái lòng con gái hả? Mà bây giờ nó còn y nguyên vậy. Đây là phải mất một con nào đó chứ. Vậy thì làm sao gặp được anh Bụt đẹp trai con bà Hai đây? Chắc là do con Cám, phải gọi điện hỏi chữa nó mới được. Sao không được? Alo, Cám hả? Chị là Tấm đây. Chị muốn nói cho em biết là bây giờ chị còn có 13 giây để nói chuyện điện thoại với em nữa nha chưa? Em nói làm sao? Em còn có 10 giây để nói chuyện với chị hả? Đã được cười. Và em đã có 10 triệu đồng. Rất thông minh. Công nhận. Đây mới gọi là truyền hình thực tế nè. Là tại gì? Em thông minh đó. Tại giờ anh ngồi anh nghe câu chuyện em nó chán phèo. Ta nói có một cái bà bà ra bà cầu thần linh, rồi bà cầu hoài linh tùm lum tà la. Quá trời. Là sao cái bà nói cũng không hiểu bà nói cái giống gì. Chứ nó kìa mà ngói cái đầu một mà còn 13 giây mà biết số phận bà. Tôi cười là tôi cười cái đó, dễ thương. Chị nghĩ em nên chơi tiếp. Chắc em nên lấy tiền. Đó là theo ý kiến của tôi. Hai bác chơi tiếp hay ngừng lại? 10 triệu lớn lắm nha cô chú. Của cha tôn trọng nguyên tình của con. Rồi đừng, con em ơi, rồi đừng hỏi ba nữa. Ừ, ông trả lời quề vốn. Ừ. Ông lần nào cũng vậy, hỏi ông xong. Ừ, ba là tùy quyền quyết định của con. Và quyền quyết định đang thuộc về em. Rất can đảm. Nhưng mà em có thể yêu cầu ban giám khảo một yêu cầu nhỏ không ạ? Được. Nếu như mà trong tiểu phẩm của em có lỡ nhắc tới hai ban giám khảo thì ban giám khảo có thể đứng dậy và chào mọi người giùm em. Được. Thông minh đó. Có nghĩa là em yêu cầu cái sự hợp tác của tụi tôi ngay từ đầu luôn. Đồng ý. Mà nếu lỡ không có thì thôi nha. Vui à, cái này nè, cái này vui nè. Cái này mới vui nè. Đó, tôi chịu cái này nè nha. Và Thúy Kiều, 60 giây, bắt đầu. Alo, Cám hả? Bây giờ là có nhiều thời gian để nói chuyện với Cám rồi nè. Chị nói cho Cám biết nha. Cám có biết cái cung hoàng đạo không? Sao? Chị không có rảnh mà đổ Cám đi dạo. Chị hỏi Cám là cái cung hoàng đạo. Trong cái cung hoàng đạo, chị là cung bò cũng. Yeah. Và em đã có 20 triệu. Tại vì tôi biết là nó sẽ nói là bò cạp. Tôi chắc chắn nó vô tới cái cung là tôi biết là nó vô bò cạp rồi. Thì tôi nghĩ là nó là bò tót ha, hoặc là nó nói bò tót ha, hay là bò cùng gì đó nè. Bò cùng. Cái chữ bò cùng. Nãy má nói bò cùng. Em nói bò cùng. Tôi vậy rồi, tôi vậy. Tôi nè, thấy chưa nè. Lại một lần nữa, học tài thi phần nha.
Em nói bò cụng làm sao mà tôi nghe ra bò cục. Nhưng nếu em nói bò cục sẽ duyên hơn nữa. Bò cục đó mày hiểu không? Đó là cụng thịt bò. Nãy giờ mình có 3 tiểu phẩm. Bây giờ nếu mình chuẩn bị 5 tiểu phẩm thì mình kiếm cái tiểu phẩm thứ 5 luôn. Tiểu phẩm nào mà đắt nhất. Hoặc là em lên đây rồi, em biết cái tánh anh chị như vậy rồi, chỗ nào rồi, thì em đem cái đó ra để em quất anh chị để lấy cái vòng. Cái gì mà thực tế, cái gì mà thiệt nhất là tôi cười. Em thấy hồi nãy không? Em nói là ê mà yên tâm đi, giờ tao có nhiều thời gian hơn tao nói chuyện mày rồi. Là tôi muốn cười rồi. Đó, cái đó là mấy cái thông minh. Tại vì nó rất là thực tế. Ê, tao sống rồi nha, hồi nãy tao có 13 giây. Ê, giờ tao qua này tao 60, tao êm rồi đó. Nói vậy là tôi thấy tôi vui rồi. Ý kiến của Thúy Kiều là dạ thật sự là 20 triệu là một số tiền rất là cũng khá là lớn với em. Từ trước giờ em vui rồi mà có thể làm ra được cái số tiền đó, nhưng mà cái đam mê của em thì nó lại lớn hơn cái số tiền đó. Cưng quá à. Có cần chuẩn bị gì không Kiều? Dạ em chỉ cần anh chị hỗ trợ như hồi nãy em đã nói. Rồi lên đây hỗ trợ em. Không sai mình nữa. Phải làm nhục hoài được luôn. Ừ. Chơi à. Và 60 giây bắt đầu. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã đến với chương trình. Đến với chương trình. Dẫn nhiều quá bây giờ không nhớ tên chương trình rồi. Đến với chương trình Người Lộ Liễu. Và kính thưa quý vị và các bạn, cũng như chúng ta đã biết, đến với chương trình thì chúng ta sẽ có một đội chơi và một đội khách. Đội nhà của chúng ta không ai xa lạ, đó chính là cặp chị em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước, nghệ sĩ ưu tú Việt Hương và nghệ sĩ Chí Tài. Hai ta, hai muộn đứng lên, hai muộn hả? Ồ, Việt Hương khoái lắm rồi, đứng ra, Chí Tài hả? Hại tôi quá, mà tôi hại cái này, chịu. Hại này hại duyên dáng. Tại vì em hay là, em biết sao, em đánh lừa tâm lý tụi tôi. Thấy không, tụi tôi đang thích em mà. Cái dòng thích, xin gì cũng cho á. Biểu đứng đứng liền như hai con ở. Biểu đứng dạ đứng lên. Chí Tài hạ nhục ngồi xuống chịu đó. Hài là như vậy đó, đánh lừa người ta tôi chịu. Nhỏ này được, chị mong em được 40 triệu và chị sẽ khuyên em một lời khuyên chân thành là chị muốn gặp lại em ở gala để em diễn 5 lần cho chị xem. Và bây giờ vẫn là quyết định tối thượng của em, em có muốn lấy 100 triệu thì em tiếp tục thi. Chỉ là em muốn được quay trở lại và được diễn cho anh chị xem nữa. Và bây giờ em đã đạt được mục đích của em rồi thì không có lý do gì mà em đi tiếp hết. Em xin dừng lại ạ. Và xin mời hai bác ạ, và gia đình ạ. Dạ em xin mời anh Kỷ con. Dạ. Chúc mừng anh sinh ra một đứa con duyên dáng thông minh. Chúc mừng chị, em gặp chị vui quá. Dạ. Ừ vậy. Mirinda dành cho tất cả bao người.